Chào nhà, em lên cho cả nhà một con đồng hồ Carnival 1986 nha. Một em đồng hồ thương hiệu đến từ Thụy Sĩ nha cả nhà. Đó, nguyên hộp luôn. Đây, sổ sách đồ đầy đủ nha. Thương hiệu Thụy Sĩ luôn. Kính sapphire. Nè. Đây là đồng hồ cơ automatic 6 kim chân sao nha. Niền đính full đá cả nhà. Size của nó là 40 nha, 40. Càng của nó là 47 nè. Đó. Dành cho anh em nào tay 15 đổ lên là ok. Mặt hai lòng nha, 6 kim. Thì cái số 7 này là chỉ thứ nè. Tháng nè, ngày nè, 24 giờ nè. Đó, lắc nhẹ là chạy nè. Con này có cót tay luôn nha cả nhà. Đằng sau lộ máy nè, 25 chân kính nha. Đó. 25 gel, ví dụ gel càng nhiều thì càng tốt nha. Thì đồng hồ nó sẽ giảm tối thiểu sự độ ma sát luôn. Đó, mấy cái hồng hồng này là chân kính nha. Nó làm giảm độ ma sát, độ chuyển động của máy á, chống sự hao mòn đó nha. Nè, dây nè. Đề mi thép đúc khóa bấm nha. Lên tay cực kỳ sang luôn. Còn đúng một con duy nhất nha cả nhà. Kính sapphire nguyên khối. Đó. Chân sau ngày nha. Hàng new chưa qua sử dụng đó nha. Giá mới rất là cao, giá em hả? Chưa đến 2 triệu 8 nữa. Đó. Quá đẹp luôn nha. Đồng hồ cơ chân sao nha. Đây, dây là thép đúc nè. Rồi, em mời cả nhà nha.